camera đang lên đường phố từ thành phố đấy. Thì hôm nay đi ngang phải có một cái cây trên đường phố đó, hoa vàng rất đẹp, dừng lại quay xem là cây này trong phổ biến trên đường phố có được không, nó hoa nguyên chùm luôn đấy. Họ cũng thấy hoa vàng rất đẹp, không biết là hoa trổ có lâu tàn hay không, tức là hoa nó tồn tại lâu không. Ở đây có xe một vòng hoa được. Rồi hàng dạng hoa như thế này, hoa vàng. Cây này không có cái biển tên, có biết là hoa gì đấy. Chúng ta xem thử một cái trồng lá là như thế nào nhé. Tôi dùng để xem một cái trồng lá là như thế nào. Hay là lá nó như thế nào đấy. Cây này thì đặc điểm là lá nhỏ, chứ là mình cũng thích hợp cho trong đường phố. Lá nhỏ thì nó càng gió ít và nó rụng thì cũng dễ xuống, dễ đấy. Đây một cái cành hoa, cành hoa nó nở nhìn chung này rất là đẹp. Bên kia là cái tòa nhà của cái Star được đấy. Thì bây giờ nhà đổ sụp rồi. Bên này có cái quán nhà hàng quán nhậu Mùa Đôi. Bên này là đường Lê Quang Đạo. Xa kia là tòa nhà Vincom và Vinh Tịnh Tây. Vậy đây là đường phố. Lần sau xem video mới lại. Lần sau xem video mới lại. Lần sau xem video mới lại.